Chào tất cả các bạn, trên bàn mình đây đó là một sản phẩm MacBook Pro Retina phiên bản năm 2017 và hiện nay đang bán rất là phổ thông trên thị trường năm 2018. Cũng rất nhiều bạn hỏi, thứ nhất là giá thành tiền, ứng dụng và cái máy này dùng có tốt không. Chính vì thế hôm nay thì mình sẽ làm cái video chi tiết giới thiệu từ cái thiết kế và những cái ứng dụng sử dụng trên cái máy này cho các bạn để cùng xem. MacBook Pro Retina phiên bản năm 2016 và 2017 thì có một cái thiết kế giống nhau với vỏ bằng nhôm nguyên khối. Và trên các phiên bản mới thì sự để ý đầu tiên đó là cái táo của nó không còn sáng nữa và táo của nó chrome. Nếu mà nhìn ra thì chúng ta sẽ giống trên một chiếc iPad thì thường sẽ trang bị một cái táo như này. Thiết kế bên ngoài nó mỏng hơn đến 25% và trọng lượng của nó giảm xuống còn 1,37 kg. Trên các phiên bản không tút 3 thì được trang bị 2 cổng, còn nếu mà trên phiên bản có tút 3 thì trang bị 4 cổng như này. Còn mặt trước của nó thì mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Thiết kế đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là có một cái touchpad, có một cái tool chuột rất là lớn và nó trang bị cái công nghệ bàn phím mới hoàn toàn, đó là công nghệ bàn phím cánh bướm 2. Công nghệ bàn phím này thì các bạn có thể nhìn lá giống trên một chiếc Lumax của phiên bản đầu tiên năm 2015, đó là cái thiết kế nó chìm hơn và cái khoảng cách phím cũng to hơn so với phiên bản cũ. Và cái touchpad thì sẽ được tối ưu, lớn hơn rất là nhiều, sử dụng hỗ trợ cảm ứng lực, chính vì thế chúng ta dùng nó rất là sướng. Đối với các bạn là lập trình hay các bạn làm giải trí thì sử dụng cái touchpad này sướng cực kỳ luôn. Còn cái màn hình đó là một cái mới mẻ hoàn toàn, mặc dù vẫn được trang bị cái màn hình với độ phân giải cũ đó là 2560 x 1600, nhưng hàng giới thiệu sáng hơn lên đến 75%. Thì mình nhìn luôn đây, mình sẽ mở cho các bạn, màn hình nó nhìn rất là đẹp và cái viền màn hình anh em để ý nó cũng sẽ mỏng hơn, sexy hơn so với phiên bản cũ. Hai cái loa được bố trí ở hai bên và là nhỏ nhắn hơn. Còn anh em để ý đây là phiên bản có tút 3, chính vì thế nó được trang bị một cái màn hình bên trên này. Những cái ứng dụng trên này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sáng tối và chỉnh những cái ứng dụng chúng ta dùng media hoặc loa, và cũng có thể gọi trợ lý ảo trên này. Và anh em để ý đây là cái nút bảo mật, cái vân tay cũng là cái nút để chúng ta mở nguồn. Đó là những cái rất là mới trên phiên bản 2016 và 2017 của Apple. Cấu hình được trang bị trên các dòng 13 inch, chủ yếu là vi xử lý Core i5. Nếu mà trên các dòng 2016 thì nó sẽ có i5 là 2.9, còn trên phiên bản năm 2017 thì được nâng cấp lên vi xử lý Kaby Lake lên đến 3.1. Và RAM được trang bị trên chiếc máy này 8GB. Anh em lưu ý là dòng này thì có cả bản option Core i7 và RAM tối đa là 16GB. Độ phân giải của màn hình thì các bạn có thể nhìn thấy 2560 x 1600. Ổ cứng trên các dòng này nếu các phiên bản không tút 3 sẽ được trang bị từ 128 đến 256, có thể là 512. Còn đối với phiên bản có tút 3 thì nó sẽ trang bị tối thiểu nhất là 256GB và cao nhất là 1TB. Còn trên các phiên bản 15 inch thì hiện nay ổ cứng của nó lên đến 2TB. Và tốc độ ổ cứng trên dòng này cũng truyền tải dữ liệu nhanh hơn dòng cũ rất là nhiều. Mình xin giới thiệu qua cái cổng Thunderbolt 3. Hiện nay cái tốc độ kết nối của Thunderbolt 3 thì khoảng 40GB một giây và nó có khả năng kết nối ra hai màn hình 5K bên ngoài. Có thể kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh kể cả chúng ta cắm sạc pin trên cái dòng này hoàn toàn là bình thường. Đây là những cái điểm rất là mới trên các sản phẩm Apple. Nhưng lưu ý với các bạn, hầu hết các thiết bị bên ngoài hiện nay thì chưa được trang bị cổng này. Chính vì thế chúng ta muốn sử dụng các cổng USB hoặc HDMI thì đều cắm qua một cái cổng gọi là chuyển đổi bên ngoài thì chúng ta mới dùng được. Đây cũng là một yếu điểm và cũng là những cái mới trên Apple. Nhưng mình nghĩ vài năm nữa thôi thì những cái cổng này đại đa số trên các dòng máy tính Windows hiện nay cũng đã được trang bị. Chính vì thế cái cổng này nay mai nó rất là thời thượng và rất là hữu ích cho các bạn. Tổng kết lại thì chiếc MacBook Pro phiên bản năm 2016 và 2017 có một cái thiết kế các bạn biết rất là sexy và rất là đẹp, ứng dụng rất nhiều cái công nghệ mới, đặc biệt đó là sự cải tiến đó là bàn phím, touchpad và cái cổng công nghệ mới đó là cổng Thunderbolt 3, và sự mới mẻ hơn đó là màn hình. Màn hình sáng hơn đến 75% so với màn hình cũ, và đặc biệt cái trọng lượng máy thì các bạn biết nó chỉ giảm xuống 1,37 kg, và thời lượng pin theo hãng thì nó trụ được khoảng 8 đến 10 giờ. Đó là những cái thứ rất mới trên các phiên bản năm 2016 và 2017. Còn với một cái cấu hình Core i5 hoặc Core i7 trên thị trường, RAM dùng lại ở dung lượng 8GB hoặc 16GB thì nó sẽ phù hợp cho với các bạn làm lập trình hoặc các bạn làm business, các bạn làm giải trí trên một phiên bản MacBook Pro Retina phiên bản năm 2017 hoặc 2018 thì nó rất là hợp lý cho các bạn. Còn giá bán trên thị trường, nếu một cái máy mới của năm 2017 phiên bản không được trang bị tút 3, giá đang ở mức khoảng 28 đến 29 triệu đồng. Đây là sản phẩm mới nguyên siêu. Còn đối với các sản phẩm mà có trang bị tút 3 trên cái máy này chẳng hạn thì giá bán trên thị trường nó khoảng mức 39 triệu cho phiên bản i5 ổ cứng 256GB, còn nếu ổ cứng 512GB thì nó hơn. Còn một số phiên bản mình thấy sách về Việt Nam cũng được trang bị vi xử lý i7 RAM 16GB, nhưng các bạn lưu ý đây là phiên bản VTO và không được bán phổ thông trên thị trường Việt Nam. Nếu các bạn muốn sở hữu những phiên bản như vậy thì chúng ta phải bỏ ra một giá thành chênh lệch khoảng
5 đến 6 triệu đồng. Đó là những cái lưu ý để cho các bạn có nhu cầu mua các sản phẩm MacBook Pro Retina 2017. Chương trình giới thiệu sản phẩm MacBook Pro Retina phiên bản 13 inch của mình đến đây là kết thúc. Còn anh em không hiểu gì về những sản phẩm Apple hoặc cần đánh giá một cái sản phẩm gì đấy, anh em cứ vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ tổng hợp biên tập và trả lời anh em qua những cái video như này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.